Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh Ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Vâng, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay, em lại review lên sóng giới thiệu tới các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng. Đó là chiếc Hyundai Accent có làm sản xuất 2011. Máy xăng số sàn, động cơ 1.4. Một chiếc xe gia đình không taxi dịch vụ với mức giá 285 triệu đồng với các bác nhé. Vâng, 285 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Vâng, chiếc xe được sơn xi màu trắng rất là đẹp, logo Hyundai, mang biển kiểm soát 93A09872. Chiếc xe thì được trang bị đèn gầm, 4 bánh la răng đúc, phanh đĩa ABS, gương kính chỉnh điện, cụp xe, túi khí đầy đủ, xi nhan tích hợp trên gương. Bốn quả lốp thì cũng tương đối là còn được khoảng là 60-70% nhé các bác nhé. Cua lốp thì cực kỳ sạch sẽ này. Hyundai Accent có năm sản xuất 2011. Dòng này là nhập khẩu bác nhé. Trang bị hai túi khí, màn hình cam lùi, quả số này, nội thất rất là tươi. Đây là bảng tổng gương kính chỉnh điện đây. Xin các bác nhé, chiếc xe này thì không được trang bị gương cụp xe, theo chỉ cánh zin các bác nhé. Cột kèo đinh bấm nguyên zin theo nhà máy sản xuất. Một chiếc xe không đâm xô tai nạn ngập nước. Với mức giá chưa đến 300 triệu đồng, 285 triệu đồng. Máy xăng số sàn, động cơ 1.4. Vô lăng rất đẹp luôn nhé. Bác nào muốn đúng chất mẫu xe này, nhấc máy liên hệ trực tiếp em Khánh theo số điện thoại 0917165240 và kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thêm thông tin về giá cả. Bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, bấm nút chuông phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về cả mà em đưa lên. Hyundai Accent form nhập khẩu nguyên chiếc, form dáng rất là đẹp các bác nhé. Sở dĩ chiếc xe này vẫn còn mức giá là vì là chiếc xe là một chiếc xe bản nhập, trang bị túi khí, 4 bánh la răng đúc, phanh đĩa ABS đầy đủ. Hyundai Accent trang bị cam lùi, cảm biến lùi. Tôi sang tiến về phần gầm bệ cho các bác này. Đó, gầm bệ chiếc xe này. Đó, gầm bệ chắc lịch các bác nhá. Dòng này thì cốp xe cũng rất là rộng rãi các bạn. Đó, cốp rất là rộng rãi. Lốp sơ cua đây các bác. Đó, sàn này đã được dán một lớp chống ồn các bác nhé. Những dòng xe nhập khẩu này thì đi độ ồn rất là thấp, xe đi chắc chắn. Phần là mang nước đây các bác này. Keo chỉ lắp cốp đây. Mỗi hàm sạc điện là cũng nguyên zin này các bác này. Hyundai Accent nhập khẩu có năm sản xuất 2011. Máy xăng số sàn, động cơ 1.4, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Dòng này là phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Tay nắm cửa ốp inox mạ chrome, chân kính vè mưa đầy đủ.
một chiếc xe được sơn si màu trắng rất đẹp. Đó, phần tắp ly cánh sau bên phụ đây các bác. Một chiếc xe gia đình. Cột kèo đinh bấm zin. $285 triệu. Vâng. Chiếc xe có hạn đăng kiểm đến tháng 5 2021 các bác nhé. Phần tắp ly kính trước bên phụ đây các bác này. Đĩa 4 bánh. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất này. Dòng xe này thì chạy cũng tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Đó, em bật máy các bác nhé. Đó, máy nổ rất là thì thầm. Máy nổ quá là êm các bác nhé. Vô lăng 4 chấu, vô lăng kép, tích hợp phím lách bài, tắt tiếng, thoát và lách bài đây các bác, đây là điều chỉnh âm lượng. Chiếc xe này có trục trặc về phần vô lăng, đặt vào phần này. Nước gạt mưa. Đó. Cam đồ. Để ngoài mát rượi thôi nhé. Quả số này. Vàng rất là ngọt. Ngọt nhạt. Nhìn tay. Khí kia cho. Kính này, trần lỉ nguyên bản luôn nhé, trần này, mặt xe, sản xuất 2011, bản đục, nhập khẩu, trần này, gương chiếu hậu này, vô lăng tích hợp túi khí này, nó cực êm các bác nhé. Gương chỉnh rất là dễ dàng. Kính rất là ok các bác nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy này. Máy rất là gọn ghẽ, sạch sẽ các bác nhé. Máy nổ rất êm. Hyundai Accent. Sản xuất 2011. Bản nhập khẩu. 285 triệu đồng. Vâng, 285 triệu đồng. Thì bên em có 3 rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Máy móc khô ráo sạch sẽ nhé. Gọn gàng này. Theo chỉ lắp cốp đây các bác. Vâng,
Vâng, vừa rồi em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến Kha. Đó là chiếc Hyundai Accent có năm sản xuất 2011, bản nhập khẩu, máy xăng số sàn, động cơ 1.4, một chiếc gia đình không taxi dịch vụ, đâm số tai nạn ngập nước, được trang bị 4 bánh răng đúc phanh đĩa ABS, 4 bánh phanh đĩa luôn các bác nhé. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, đèn gầm, màn hình cam lùi, cam hành cảm biến lùi đầy đủ các bác nhá, với mức giá là 285 triệu đồng. Vâng, 285 triệu đồng, bên em cũng bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc các bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thêm thông tin về giá cả. Vâng, em xin được kết thúc video đây, em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.